Bằng nhà
đà bà đi quê cha u đà bà đi a lô cô u đà bà đi tăng cô và ni đăng đô và ni rô thô a ri a sa chăng sa chi ca ta ban thì mê phi ca quê vô bê a na nô a su tê su tham mê su chăng cung u đà bà đi nhà năng u đà bà đi bành nhà đi quê cha u đa ba đi a lô cô u đa ba đi tăng cô bà ni đăng đô ca ni rô thô a ri a sa chăng sa chi ca tan ti mê quê ca quê vôm bê a na nô su tê su tham mê su cha khung u đa ba đi nhà năng u đa ba đi bành nhà u đa ba đi quê cha u đa ba đi a đang đô ca ni rô ta ga mi ni ba ti ba đa a ri ya sa chan ti bê quê ca quê vôm bê a na nô a su tê su tham mê su cha khung u đa ba đi nhà năng u đa ba đi bành nhà u đa ba đi quê cha u đa ba đi a lô cô u đa ba đi tăng cô ba ni đang đô ca ni rô bà ti bà đa a ri ya sa chang pa we ta pan ti me vi ca we bu be a na su te su tham me su cha khung u đa ba đi nhà năng u đa ba đi bành nhà u đa ba đi we cha u đa ba đi a lô cô u đa ba đi tăng cô bà ni đăng đô ca ni rô ta ga mi ni bà đa a ri ya sa chăng pa vi tan ti mê phía ca quê vôm bê a na nô a su tê su tham mê su cha khung u đa ba đi nhà năng u đa ba đi bành nhà u đa ba đi quê cha u đa ba đi a lô cô u đa ba đi gia hoa kỳ quan gia mê phía ca quê y mê su cha tu su a ri Giêsu ê quan thì bà đi qua tăng qua đa sa ca răng và tha phu tăng nha na đa sanh na su vi xưa thang a hô thì nê qua ta qua ham phiê ca quê sa đê qua kê lô kê sa ma ra kê sa ram ma kê sa sa ma na ram ma ni ya ba cha ya sa đê qua ma nu sa vi sam bua thô ban giang nhà xin gia tô gia khô mê phía ca quê mê su gia tô su a ri ya sa kê su ê quan ti ba ri wa tuần hoa đa sa ca răng gia tha phu tăng nhà na đa sa năng vi su a thang na hô si a tha hằng phía ca quê sa đi wa kê lô kê sa ma kê sa ram ma kê sa sa ma na ram ma ni ya ba cha ya sa đê va ma nu a sa ya nu a ta ram sam ma sam bu thi a pi sam bu a thu ba nhan nha sin nha nan cha ba na mê đa sa nang u đa ba đi a cu ba mê ti ma cha ti na ti đa ni qua na pha vô ti i đa ma vô cha pha ga wa a ta ma na ban cha wa ghi ya phi khu pha ga wa to pa si tăng a phi nan do ni ma s min cha pha na vay ya ka ra na s min phan nha ma ni ya ya ma to con đăng nha sa vi ra chăng vi ta ma lăng hàm ma cha cùng u đa ba đi giang kiên chi sa mu đa gia tham man sa bàn tăng ni rô ta tham man thì ba quá thì tê cha pha ca quá ta tham ma cha kê cùng ma đi qua sa đa ma nu a sa quê xuống mê tăng ba ca quá ta ba ra na si
si yang i si ba ta ne mi ka da ye ka nu ta rang tham ma cha kang ba wa ti tang ha ba ti wa ti yang sa ma ye na wa ram ma ne na wa ne we na wa ma re na wa ram mu na wa ke na ti wa lo ka min ti pum ma na những điều ô
Nam Mô Bích Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thăm Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, Tư Mẫn, Cao Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma. Dạ, con xin đọc lại. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma tỳ kheo giác đẳng biên soạn, bài 15 tâm dục giới, thứ tâm đa nhiệm, sẽ do thượng tọa Tệ Siêu và thượng tọa giác đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay với giáo trình thắng pháp Abhidhamma do tỳ kheo giác đẳng biên soạn, bài 15 tâm dục giới, thứ tâm đa nhiệm, sẽ do thượng tọa Tệ Siêu, ngài Tệ Siêu và thượng tọa giác đẳng giảng giải. Chúng con thành kính cung thỉnh, dạ con cung thỉnh ngài Tệ Siêu, con kính dâng bích đến ngài. Anh đã bùng thầy vậy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính thưa quý vị, ngày hôm trước khi mà chúng ta học về
vững tâm cơ năng. Thì những tâm cơ năng đó, tức là những tâm vô nhân, nó cũng thuộc về tâm dục giới. Và hôm nay chúng ta sẽ học về cái tâm dục giới hữu nhân. Chúng ta không biết cái chữ dục giới đa nhiệm, mà thường Đạo Gia Bản xài từ này ở trong giáo trình nó có nghĩa gì. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng ta sẽ học về cái tâm dục giới hữu nhân. Tâm dục giới hữu nhân ở đây tức là gồm có tâm bất thiện, tâm thiện, tâm quả dục giới hữu nhân và tâm tối dục giới hữu nhân. Thì hôm nay chỉ là giới thiệu về cái tâm hữu nhân, tâm dục giới hữu nhân thôi, chứ chưa có đi vào bài. Không biết là tuần sau chúng ta sẽ đi vào thứ nhật chúng ta sẽ đi đến cái bài gì. Quý vị tuần tới chúng ta sẽ học về cái tâm bất thiện. Chắc có lẽ là cái giáo trình này phải do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Thượng Tọa ý muốn nói như thế nào thì chúng tôi cũng không có, ở đây chúng tôi không có nắm được. Vì theo ở trong cái giáo trình, cái biểu đồ ba tâm đa nhiệm, dục giới, thì có 18 tâm vô nhân, 12 tâm bất thiện và 24 tâm tịnh hảo dục giới. Gọi là tâm đa nhiệm. Có lẽ bây giờ mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng vì giảng sư trong ngày hôm nay. Sẽ thuyết giảng bài học này là Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 15 tâm dục giới, thứ tâm đa nhiệm. Tâm dục giới, thứ tâm đa nhiệm. Trong thắng pháp Abhidhamma, có lẽ điều khiến người học có nhiều ngộ nhận nhất là cách gọi tâm dục giới, kama vacchara citta. Để hiểu rõ điểm này, trước hết nên hiểu những gì tâm dục giới, kama vacchara citta không hẳn là. Tâm
Tâm dục giới không hẳn chỉ có trong cõi dục giới, mà có cả trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nói cách khác là có mặt trong tất cả cõi hữu tâm. Tâm dục giới không hẳn chỉ biết cảnh năm dục trưởng. Tâm dục giới không hẳn chỉ biết cảnh năm cảnh dục trưởng dưỡng, mà có thể biết tất cả cảnh, kể cả cảnh niết bàn. Tâm dục giới không hẳn chỉ có ở phàm nhân, mà có cả ở các bậc thánh. Một điều khiến người học dễ nhầm lẫn hơn là các tâm dục giới tịnh hảo có thêm chữ Đại Maha. Maha như đại thiền, đại quả, đại tố có thể khiến hiểu lầm là rộng lớn, vĩ đại hơn tâm sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế. Vậy tâm dục giới nên hiểu thế nào? Trước nhất, 121 tâm có thể phân thành 4 nhóm. Nhóm đầu tiên được gọi là nhóm tâm dục giới Kama Vacchara Citta, có thể gọi là nhóm tâm đa nhiệm, có nghĩa là giữ nhiều vai trò phần hành trong cuộc sống. Ba nhóm còn lại là nhóm tâm sắc giới, nhóm tâm vô sắc giới, nhóm tâm vô sắc giới. Nhóm tâm siêu thế có thể gom chung thành nhóm tâm chuyên biệt, nghĩa là chỉ biết một thứ cảnh nhất định. Nói rõ hơn là một vị A-la-hán không phải chỉ sống với hai thứ tâm, tứ đạo và tứ quả, mà kỳ thật hai thứ tâm này sanh khởi trong trường hợp đặc biệt, như lúc đắc đạo với tâm tứ đạo, còn bình thường vẫn sử dụng tâm dục giới. Hai một vị phạm thiên, cõi sắc giới, vô sắc giới, tục sanh bằng tâm quả thiện, nhưng trong đời sống hàng ngày vẫn sử dụng các tâm dục giới, vân vân. Cả ba loại tâm trong nhóm đa nhiệm dục giới là tâm cơ năng, tâm bất thiện và tâm tịnh hảo đều nên hiểu là rất phổ cập trong cuộc sống hàng ngày của nhiều hạng người trong tam giới. Ngữ và nghĩa. Thuật ngữ Avacchara ở đây dịch là giới, có nghĩa là lĩnh vực hay giới vực. Chữ giới trong từ Hán Việt có nghĩa là chữ đồng âm dị nghĩa như giới, và như giới là chữ dịch của Sila, có nghĩa là chủ tâm từ bỏ điều xấu như trì giới. Chữ giới cũng là chữ dịch của Sima, có nghĩa là ranh phận như kiết giới. Chữ giới cũng là chữ dịch của Tha Tú, nghĩa là nguyên tố như thập bát giới. Nên cẩn thận. Sự phân chia hai nhóm, nhóm tâm đa nhiệm và nhóm tâm chuyên biệt, không có trong giáo trình truyền thống của Thắng Pháp Abhidhamma. Ở đây nêu ra với mục đích làm cho người học không bị ngộ nhận. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Những người có quyền lực đặc biệt như các chính khách hay những nhà tài phiệt, không phải ở đâu cũng tìm gặp những người sửa ống nước hoặc dọn dẹp, thì dù trong phủ tổng thống hay ở nhà dân đều có. Tâm đa nhiệm hay tâm dục giới cũng vậy, ở khắp các cõi, dù dục giới, sắc giới hay vô sắc giới đều có. Những điểm cần nhớ. Tâm đa nhiệm dù là ngũ quan hay ý thức là phần sinh động trong cuộc sống hàng ngày của hầu hết chúng sanh. Tâm nhiệm có thể chia thành ba nhóm: các tâm cơ năng, các tâm bất thiện, các tâm tịnh hảo. Minh họa các tâm đa nhiệm trong biểu đồ chư pháp. Dạ, quý vị có thể vào cái link biểu của Buddha để xem biểu đồ chư pháp. Bài học trước là tâm cơ năng, bài học tiếp theo sẽ là các tâm bất thiện. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi giảng dạy bài học này, và Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học này
Dạ con xin sám hối. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ chư Tổ, chư Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thượng, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, lẽ ra hôm nay sau phần học về tâm cơ năng, chúng tôi đi vào phần tâm bất thiện. Nhưng mà trong mấy ngày qua chúng tôi có nhận một số câu hỏi của quý Phật tử, và chúng tôi nghĩ rằng nên trở lại với một cái một vài cái trình bày về cái gọi là tâm dục giới, cái gọi là tâm dục giới, bởi vì đây là một cách gọi mà gây rất là nhiều ngộ nhận đối với người học. Và lý do chúng tôi nói điều này là tại vì có hai vị hỏi chúng tôi, mà hai vị này đều là những người học vi diệu pháp cũng tương đối cũng lâu, chứ không có không phải là mới. Và chúng tôi cũng rất là cảm thông, là bởi vì mặc dù ở trong thắng pháp Abhidhamma thì đặc biệt là chú trọng về sự chính xác, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng riêng về cái cách dùng mà từ gọi là ở đây gọi là chia tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, thì tâm sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế đó, thì tương đối là rất là chuẩn, nhưng mà riêng về chữ tâm dục giới đó, nó tạo ra rất là nhiều ngộ nhận. Do vậy trước khi chúng tôi đi vào tâm bất thiện thì chúng tôi phải trở lại, lẽ ra thì điều này chúng tôi nên nên trình bày trước khi chúng ta bước vào tâm cơ năng. Thì thưa quý vị, chữ dục giới Kamavacara ở đây thì nếu mà chúng ta hiểu theo cách hiểu bình thường, khi mình phân chia tâm á, nghĩa là tâm đó nó chỉ có ở trong một cái cõi, và cõi ví dụ như là ngay cả một học giả rất là nổi tiếng viết một cái quyển, viết một vị này là một vị tiến sĩ mà người Miến Điện, vị tiến sĩ bên ngoài đời á, mà lại viết một cái giáo trình Abhidhamma định nghĩa. Chúng tôi muốn hỏi quý vị Phật tử là quý vị có nghe được chúng tôi không? Những vị ở trong Zoom quý vị có nghe không? Tại vì nếu chúng tôi mở mở âm thanh cả hai bên đó, thì chúng tôi sợ rằng quý vị nghe nó bị lộn xộn đó. Thật ra có vị sư Tuệ Tri có thể cho biết là có cần mở ở bên Zoom không vậy? Nếu mở ở bên Zoom thì giờ quý vị nghe bị gián đoạn hả? Dạ. Tức là quý vị bây giờ quý vị muốn chúng tôi mở bên Zoom phao thoát rồi. Tại vì nếu chúng tôi mở hai bên, chúng tôi sợ cái âm nó conflict với nhau đó. Giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi vẫn chưa có. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Sư Tuệ Tri ơi. Bởi vì khi mà nói chuyện bên Zoom thì cái âm thanh nó lại lớn hơn bên phone thấp. Làm sao chứ? Đang dùng hai thiết bị, có thể nào dùng cái xin truyền cái âm thanh của phao thoát qua bên Zoom luôn được không, khỏi phải dùng cái audio ở bên Zoom. Dạ. Thưa quý vị, quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi, quý vị chờ.
quý vị nghe không được ha. Và xin lỗi quý vị nghe, sao quý vị nghe nó co, nghe tiếng được tiếng không? Dạ, dạ vâng. Thì quý vị, vấn đề ở tại đây đó là đa phần những định nghĩa về trong dục giới á, không có định nghĩa được chính xác hết. Dạ. Nếu chúng ta định nghĩa trong dục giới là tâm của người ở cõi dục giới thì không đúng như vậy. Dạ. Trong dục giới này nó có cả trong ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới luôn. Lấy ví dụ như là một vị một vị phạm thiên vô sắc giới thì vẫn có thể sử dụng tâm thiện dục giới, hay hoặc giả là vì nó vẫn có thể có tâm tham hoặc là tâm si thì cũng là tâm dục giới. Chứ đừng nghĩ rằng tâm dục giới chỉ có trong cõi dục giới mà thôi. Đây là điểm mà có nhiều người rất là lầm lẫn. Và khi nói tới tâm dục giới, không hẳn chỉ là tâm biết có cảnh dục. Và thường thường chúng ta nói tâm cảnh dục đó là cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thường chúng ta gọi là kamakuna. Thì đừng nghĩ như vậy. Có những cái tâm mà nó biết năm cảnh dục, nhưng mà ngoài ra đó thì thưa quý vị, chúng ta có những cái tâm mà không biết cảnh dục. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói tâm đại thiện hay là tâm đại tố. Những tâm này có thể biết rất nhiều cảnh, biết tất cả cảnh chứ không phải riêng về cảnh ngũ mà thôi. Thành ra nói cõi cũng không đúng, nói cảnh cũng không đúng, mà nói người cũng không đúng. Người ở đây ngoại trừ là những cái bậc mà gọi là bốn đạo thì các ngài chỉ xài có một tâm. Nhưng mà chúng ta nói rằng nói chung là chư vị phàm nhân, rồi chư vị thánh nhân, gồm có Tu Đà Hoàn, Như Đà, Ma Na Hàm, A La Hán đều có xài những thứ tâm dục giới này. Vì vậy khi mà chúng ta nói đến tâm dục giới đó thì thưa quý vị, tự nhiên nó là một cái đống khung. Nó là một đống khung, và cái đống khung này nó tạo ra ngộ nhận của rất nhiều người học, của rất nhiều người học về nhiều pháp bởi vì cái chữ tâm dục giới này. Chúng tôi phân vân suy nghĩ rất là nhiều khi mà chúng tôi muốn dùng cái chữ đa nhiệm, mà dĩ nhiên đó là một từ mới, và Thượng Tọa Đại Siêu thì Thượng Tọa không đồng ý với chữ này. Nhưng mà chúng tôi thật ra thì thưa với quý vị rằng chúng tôi không tìm ra một chữ gì khác mà để có thể nói lên cái vai trò của những thứ tâm dục giới này. Bởi vì thay vì chúng ta đi vào cái tâm bất thiện hôm nay, chúng tôi phải trở lại định nghĩa tâm dục giới. Chúng tôi lấy ví dụ như là tâm sắc giới thì nó chỉ là một thứ tâm thiền. Và biết cái đối tượng là một thiền sắc giới. Tâm vô sắc giới thì chỉ biết cái đối tượng đó là đề mục như không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Tâm đạo và tâm quả chỉ biết cảnh niết bàn. Thành ra tâm sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế đó, chúng ta gọi là những cái tâm nó có cái chuyên biệt. Chuyên biệt. Thì bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ như vậy là Đức Phật hay các vị thánh khi các ngài đắc đạo chứng quả trong một cái tích tắc mãi mãi các ngài đắc đạo đó, thì các ngài có dùng tâm đạo và sau đó là tâm quả. Nhưng mà tâm quả đó chỉ xài trong trường hợp đặc biệt chứ không phải là luôn luôn là tâm quả. Mà những cái tâm như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nếu các ngài ở cõi dục giới sắc giới chẳng hạn, hay là ví dụ ở cõi sắc giới có thể là không có tỷ thiệt thân thức, hoặc giả là chúng ta nói rằng trong đời sống hàng ngày các ngài đi khất thực hay các ngài ăn uống làm việc này việc kia thì các ngài hoàn toàn sử dụng tâm dục giới. Tâm dục giới ở trong trường hợp của chư vị A La Hán thì chúng ta gọi là tâm tâm duy tác, tịnh hảo, hay là tâm đại tố. Những cái tâm đó chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng cái tâm này đó nó chỉ giới hạn trong một cõi
hay một số cảnh nào đó, hoặc giả là trong một số người. Đây là vấn đề, dạ, đây là vấn đề mà những người học hay bị lầm lẫn nhiều. Hoặc giả là có một vị nói với chúng tôi rằng hồi trước giờ các vị tưởng được phạm thiên sắc giới, phạm niêm mô sắc giới là chỉ xài có những tâm thiền thôi, không phải như vậy. Dạ, ở trên thực tế ví dụ quý vị nghe nói rằng Đức Thế Tôn ngài ngồi ở dưới cây bồ đề, ngài khởi lên cái ý nghĩ là chánh pháp thật thâm sâu vi diệu. Nếu ta đem pháp này giảng không biết chúng sanh có như hiểu được không, thì ngài vừa thoáng lên ý nghĩ đó thì phạm thiên sa bát tí hiện ra trước Đức Phật và bạch Đức Phật là đại nguyện xưa của ngài là độ sanh, và chúng sanh trong cuộc đời quả thật có nhiều chúng sanh ít bụi trần có thể hiểu được, và xin thỉnh thỉnh ngài chuyển pháp luôn. Thì tất cả những cái biết của Phạm Thiên đối với tâm của Đức Phật và mong rằng giáo pháp được tuyên lưu và cầu thỉnh Đức Phật, thì hầu hết là Phạm Thiên xài bằng chữ tâm, chúng ta gọi là tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới. Thì như vậy á, thưa quý vị, trên diện phân loại tâm đó, thì ba bốn cái thứ phân loại là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và chữ thế đó, rất là dễ làm cho chúng ta ngộ được về cái vai trò của tâm dục giới. Thật ra chúng ta có thể nói như vậy là những tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế đó rất là chuyên biệt trong một phần hành, một cảnh nào đó, nhưng mà riêng về tâm dục giới đó, thì được xài rộng khắp và ở trong nhiều trường hợp, và đặc biệt là trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi không hiểu là một vài thí dụ như vậy đó có làm rõ hơn về điểm này hay không, nhưng mà chúng tôi thưa như vậy là bởi vì cách phân loại ở trong quá khứ, ở trong các giáo trình của quá khứ và trong giáo trình truyền thống gọi tâm này tâm dục giới, mà kỳ thật là chúng tôi đắn đo rất nhiều, không biết gọi tâm dục giới là thứ tâm gì, và quý vị có thể hiểu rõ hơn về điểm đó. Do đó chúng tôi tạm gọi đó là một thứ tâm đa nhiệm. Dạ, tâm đa nhiệm. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói đến cái tâm tâm thiền như là tâm sắc giới và tâm vô sắc, hay hoặc giả là chúng ta nói tâm siêu thế đó, thì chúng ta rất khó, dạ, rất khó để có thể làm một cái so sánh là cái tâm đó nó có ưu việt, nó có lớn, nó có vĩ đại hơn là tâm thiền. Đôi khi người ta nói trái cam không thể so sánh với trái táo được, ví dụ như vậy, chúng ta sẽ không thể so sánh hoàn toàn. Chúng tôi lấy một trường hợp là Tư Đà Hàm thì cao hơn là Tu Đà Phật, tức là nhị quả cao hơn sơ quả, nhưng mà trong kinh Tạng thì đề cập đến là nhấn mạnh rất nhiều về tâm sơ quả, bởi vì từ phàm sang thánh, và tâm sơ đầu tiên là sắc, một cái nhìn rất là chân thật, rất là rõ về bờ mê bến giác. Thành ra bảo rằng tâm sơ quả là nhỏ hơn tâm nhị quả thì thật ra cái phân biệt đó nó cũng miễn cưỡng lắm, mặc dù dĩ nhiên là nhị quả cao hơn sơ quả đó, nhưng mà cái vai trò của nhị quả, thành ra chúng tôi đã dùng chữ đại, cái chữ đại mà để lấy tâm dục giới, mà so với những tâm kia thì thật ra mình biết sao, ví dụ như là tâm siêu thế mà nó nhỏ hơn tâm dục giới thì không có. Thật ra cái chữ đại ở đây chúng ta tạm hiểu rằng nó đa nhiệm, dạ, nó làm nhiều việc, biết nhiều cảnh và xuất hiện ở trong nhiều trường hợp, thì dùng cái chữ đại nó tốt hơn là dùng chữ đa nhiệm, nó tốt hơn là chữ đại. Chúng ta hiểu rằng đa số các vị giảng sư đó thì không đồng tình với cái chữ này, tại vì ở trong truyền thống đã dùng như vậy, dạ, đã dùng ví dụ như tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại duy tác hay tâm đại tố chẳng hạn. Nhưng mà trong cách nói mà của tiếng Việt chúng ta đó, thì cách nói như vậy đó rất là dễ hiểu lầm. Vì vậy khi mà chúng ta học thắng pháp á, Abhidhamma á, cho dù trong giáo trình truyền thống trình bày như thế nào, cho dù các vị giảng sư nói như thế nào, nhưng mà chúng tôi nhắc tất cả quý Phật tử là
tâm dục giới không nên xem nó là một thứ tâm nhỏ thấp không quan trọng, không có để ý nhiều lắm. Thật ra thì những thứ tâm này đó đều có cái vai trò rất là phổ cập, rất là rộng rãi ở trong đời sống của chúng sinh. Như chúng ta học về các tâm gọi là giác quan hay tâm cơ năng, thì chúng tôi cũng phải thưa rằng mình thấy chỉ có hai tâm nhãn thức thọ xả thôi. Một là tâm nhãn thức quả bất thiện, đâu quả thiện, hai tâm mà chỉ thọ xả, và mỗi tâm thôi chỉ có bảy cái thuộc tính mà chúng ta gọi là biến hành. Rất ít, nhưng mà đừng xem thường chuyện đó. Để chúng ta phải để ý rằng nó mở ra cả một cái thế giới, và những tâm nhãn dĩ tỷ thức thiệt thân không nên xem nhẹ so với ý thức. Nhưng mà ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến các tâm dục giới đó, thì cũng không nên xem nó là không có quan trọng, mà đây là một cái lĩnh vực chúng ta phải đầu tư và phải nghi cẩm rất là nhiều. Lấy một cái ví dụ như vậy là một vị phạm thiên hết tuổi thọ, và khi vị phạm thiên sống ở trong một cái kiếp sống mà gọi là sống ở trong pháp hỷ của thiền định đó, sống ở trong an lạc của thiền định đó, thì vị đó có thể khởi tâm chính mắt, khởi tâm chính mắt, và do chính mắt có dao động. Thành ra chúng ta thấy trong tham á, có mặt ở trong tất cả cõi hữu tâm. Về điểm này chúng ta phải thấy được, và chúng ta phải thấy được rằng mặc dù mình gọi là tâm tham là tâm dục giới, nhưng mà nó không hẳn là chỉ có trong cõi dục giới, chỉ biết cảnh dục và chỉ là một cái một thứ tâm mà đối với cái người tầm thường, người bình thường, người là có tâm tham, ngay cả như là quý vị Phật tử thấy chúng ta nói rằng một cái người trong đời sống hàng ngày tu tập mà có tâm tham và không tâm tham theo cái quan niệm từ đức khác, nhưng mà đối với một người kể cả thành tựu về đức tin, thành tựu về giới hạnh, thành tựu về thiền định mà có dính mắc, cái dính mắc đều gọi là tâm tham theo thắng pháp. Dĩ nhiên là bài học này chúng ta học tuần tới. Nhưng mà chúng tôi muốn với Phật tử xóa đi cái cảm giác về cái tính cách hữu hạn của tâm dục giới. Và chúng ta nên hiểu rằng tâm dục giới nó là một là những thứ tâm đa nhiệm, đóng rất nhiều vai trò trong cuộc sống của chúng sinh. Chúng sinh này từ khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ phàm sang thánh. Và khi mà chúng ta nghĩ đến đời sống của chúng sanh, đời sống hàng ngày, đời sống sinh hoạt, thì chúng ta không thể loại bỏ tâm dục giới ra. Như hồi nãy chúng tôi thưa quý vị rằng hình ảnh của Phạm Thiên Bát Cá, hay là Phạm Thiên Sampatti, hay là Phạm Thiên Khatikara, những Phạm Thiên mà chúng ta nghe nói, không nên nghĩ rằng những vị Phạm Thiên nó chỉ sống với tâm thiền sắc giới, và không nên nghĩ như vậy. Mà các vị có thể chứng thiền, và do cái thiền chứng mà không bị hoại đó, bị sanh vào cõi đó, thì cái tâm tục sinh, hộ kiếp và tử đó, thì là một thứ tâm thiện, tâm quả, và là một thứ tâm quả mà quả sắc giới. Và đồng thời trong đời sống hàng ngày mà khi các vị nhập thiền thì các vị cũng có cái trạng thái của thiền sắc giới hay thiền vô sắc ở trong lúc các vị nhập thiền. Tuy nhiên tâm dục giới vẫn hiện diện và vẫn đóng một vai trò mà chúng ta gọi là nằm ở trong cái dòng tâm hoạt thức rất là thường xuyên của chư vị phạm thiên. Chúng ta hy vọng rằng điều này sẽ làm rõ nghĩa hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải trở lại với cái chủ đề của tâm dục giới. Thật ra thì khi mà chúng ta bắt đầu giáo trình đó, thì chúng ta bắt đầu vào tâm ngũ quan như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Rồi từ tâm ngũ quan chúng ta bước qua các tâm làm việc máy móc như là cơ năng, như là tiếp thu, quan sát, hay là khai ý môn, khai ngũ môn, v.v. Dù là chúng ta trải qua như vậy, nhưng mà chúng tôi thấy rằng vẫn có một cái nhu cầu rất là cần để chúng ta trở lại
Và sau này khi mà soạn giáo trình này đó, thì chúng tôi phải có bài học này. Bài số 15 đó, nó sẽ trước cả cái bài về tâm ngũ quan. Để có một cái định nghĩa rõ về cái tâm dục giới. Và thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi cũng phải nói thêm về cái chữ giới và về chữ giới. Trong tiếng Phạn á thì có nhiều chữ mà từ đó chữ Hán gì là chữ giới, như chữ hôm nay chúng ta có chữ dục giới, chữ ca mát cộng với avachara, thì avachara ở đây là giới vực, và giới vực là lãnh vực. Và chúng ta có chữ giới thì là chữ si lá, ví dụ như là giới luật, giới luật cũng dịch chữ giới. Hay là chúng ta có chữ giới chỉ với danh phận như là sima là kiết giới, sima là kiết giới, và sima là ranh giới. Và chúng ta cũng có cái chữ tha tú, tha tú chúng ta dịch là giới, ví dụ như là chúng ta nói 18 giới chẳng hạn, đó chỉ cho cái nguyên chất, chỉ cho element, nguyên tắc, nguyên chất. Thật ra cái chữ giới đó là một chữ mà ở trong danh từ Hán Việt dĩ nhiên viết khác, ở trong chữ Hán thì viết khác nhau, nhưng mà ở trong cái cách phát âm tiếng Việt và cách viết tiếng Việt đó, thì rất là dễ nhầm lẫn. Thì chúng ta phải đặc biệt lưu tâm về điểm này. Và chúng tôi cũng muốn nhắc tất cả quý Phật tử, khi mà chúng ta học vào những thứ tâm dục giới này đó, thì riêng về tâm ngũ quan và các cái tâm là bị cơ năng á, thì nó không ngoại trừ tâm ứng cúng sinh thiếu đó, là xử lý cảnh. Những thời gian vừa qua thì chúng ta học như là năm tâm giác quan, tiếp thu quan sát, khai ngũ môn, khai ý môn, đó là những tâm thuần cơ năng. Nhưng mà bắt đầu tuần tới thì chúng ta sẽ học vào cái tâm xử lý cảnh. Thì riêng về cái tâm xử lý cảnh á, ngoài cái tâm ứng cúng sinh thiếu mà chúng ta đã đề cập đến tuần trước, thì tâm bất thiện và tâm tịnh hảo đó, nó lại mở cho chúng ta một cái nhìn mới về cuộc sống của chúng sanh. Thật sự mà nói đó, thì mặc dù ở trên phương diện tâm thuật, ở trên phương diện trình độ của tâm á, thì tâm sắc giới và tâm vô sắc giới nó có cao hơn dục giới về phương diện định. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong tâm dục giới đó, về cái phần hành và vai trò đó, nó là cái gì phổ cập, thường có, và nó tạo nên cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Hồi nãy chúng tôi có quý vị có nghe đó, thì chúng tôi có biết một cái một cái thí dụ, mà thí dụ trong cái xã hội này đó, thì chúng ta thấy rằng những tài tử hay những chính khách hay những nhà tài phiệt vân vân, thì thật ra lâu lâu chúng ta mới gặp một lần, và lâu lâu gặp một lần, thí dụ như tổng thống ở tòa Bạch Ốc, đến Hollywood thì có sinh hoạt của các tài tử, hay là những thành phố giàu có thì có các tỷ phú triệu phú. Tuy vậy có những chúng sanh, mà chúng sanh đó chúng ta thấy rằng có những người ở trong xã hội mà không có đóng vai trò nào lớn nổi trội như là những cái vai trò đó, ví dụ thợ sửa ống nước hay là thợ sửa điện, hoặc giả là nấu bếp vân vân, thì những chúng sanh này có mặt ở phủ tổng thống cho xuống nhà dân, nhà giàu, những chúng sanh đều có. Thì ở đây thưa quý vị, tâm dục giới chúng ta cũng nên tạm hiểu là mang cái cách phổ cập như vậy. Dạ, dĩ nhiên là tâm dục giới không hẳn là những cái tâm chỉ cho thường dân như là thợ sửa ống nước hay là thợ sửa nhà, thợ sửa điện vân vân, nhưng mà chúng tôi ý muốn nói rằng đây là một loại tâm rất là phổ biến, và chính những tâm dục giới đã là một cái thể hiện của cái cuộc sống hàng ngày của đa số chúng sanh, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biểu tượng hàng ngày trong đời sống của chúng ta.
Bây giờ như chúng ta những người đang có mặt ở trong room này, nếu chúng ta không phải là một bậc thánh hay là một người mà có chứng thiền sắc giới và vô sắc giới, thì thưa quý vị, tất cả tâm chúng ta xài đều là tâm dục giới. Và nếu chúng ta có chứng thiền hay đắc đạo chứng quả, thì những tâm thiền và những tâm đạo quả đó, nó chỉ hiện khởi ở trong một số trường hợp đặc biệt ở trong đời sống chúng ta, như là nhập thiền hay là lúc đắc đạo hoặc là sau lúc đắc đạo, nhưng mà rồi chúng ta trở lại với cái xài cái tâm dục giới. Vì vậy tâm dục giới là một thứ tâm đóng vai trò rất là đặc biệt, đặc biệt lắm, phổ cập lắm, bởi vì ở trong một số các cái truyền thống về luận đặng của Phật giáo Bắc truyền, ví dụ như Di Thức hay là A Di Đàm Câu Xá chẳng hạn, thì không có cách phân chia mà như là ở trong Thắng Pháp Áp Huy Thâm, mà chia đầu vào là theo sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Ý thì ngoài ý thì có mạt na, có a lại gia, chúng tôi sẽ có dịp để bàn về việc đó. Dĩ nhiên là cách phân loại đó rất là dễ hiểu, và cách phân loại của Thắng Pháp Áp Huy Thâm thì cũng có một cái lợi khác là chúng ta có cái nhìn rất là tản rộng về sự phân loại các loại tâm. Nhưng mà chúng tôi mong tất cả những Phật tử mà học về Thắng Pháp thì nên hiểu rằng tâm dục giới là một thứ tâm đa nhiệm, một thứ tâm phổ cập, một thứ tâm đóng rất nhiều vai trò ở trong cuộc sống. Và chính cuộc sống như là hầu hết chúng ta ở tại đây, chúng tôi không biết là các vị có ai chứng thiền hay đắc đạo chứng quả, chúng tôi không biết. Nhưng mà nếu chúng ta là phàm nhân và không chứng thiền, thì tất cả tâm của chúng ta sống đều là bằng tâm dục. Từ ở trong cái tiềm thức cho đến những hoạt thức, từ trong cuộc sống hàng ngày cho đến những cái chuyện mà chúng ta tu tập làm thiện, hay lúc chúng ta sân khởi phiền não vân vân. Thì thưa quý vị, mà đó là một vài điểm mà chúng tôi muốn đề cập đến cái ý nghĩa và cái vai trò của tâm dục giới. Bây giờ thì trước khi mà qua phần thảo luận, thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu Quang Hỷ trở lại. Nếu Thượng Tọa nghe được, xin Thượng Tọa Quang Hỷ cầm mic. Và thỉnh Thượng Tọa có một vài cái có một số chia sẻ về tâm dục giới trong bài học ngày hôm nay. Không biết Thượng Tọa Thầy Siêu có nghe được không? Quý vị dường như Thượng Tọa Thầy Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Thượng Tọa Pháp Tân cũng không có mặt trước máy. Đại Đức Pháp Tính, Đại Thượng Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Thượng Pháp Tính đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính nói cho vài câu. Thì đó Tân nghe được. Thì đó Tân, khi mà chúng ta đề cập đến tâm dục giới đó, thì chúng ta thấy rằng tương đối rất là đa dạng. Có những tâm như tâm vô nhân, rồi có những tâm bất thiện, rồi tâm thiện. Dựa trên cái hiểu của Thượng Tọa Pháp Tân thì phải chăng là những thứ tâm này, nếu chúng ta hiểu được, hiểu rõ đó, thì chúng ta hiểu phần lớn những cái sở hành và hệ quả của những sở hành, tức là hiểu được nhân quả trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng,
thư tập minh hạnh, đại đức Pháp Tinh, đại đức Tề Trì, đại đức Nguyên Thông, sư Nguyên Thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Để tiếp theo lời của Thượng Tọa thì ở đây cái câu hỏi đặt ra đó là phải chăng sự hiểu biết về nhóm tâm dục giới cho chúng ta biết nhiều về nhân quả trong đời sống hàng ngày phải không? Phải chăng? Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng phần lớn đó, thì nếu mà chúng ta học trong vi diệu pháp hay là trong thắng pháp đó thì chúng ta thấy rằng cái tâm này nó rất là nhiều cái công dụng và dường như là chúng ta sử dụng rất là nhiều, sử dụng rất là nhiều. Thì trong những tâm dục giới thì chúng ta thấy có 54 tâm, thì đó là 24 tâm dục giới tịnh hảo, còn lại nữa là tâm vô nhân theo truyền thống nha. Tức là hồi xưa giờ chúng tôi học vi diệu pháp thì cứ được biết đó là tâm vô nhân cũng như là tâm bất thiện được xem như là tâm vô tình ảo. Nói như vậy để cho chúng ta thấy hồi nãy chúng tôi nghe Thượng Tọa đẳng giảng tâm dục giới gọi là tâm đa nhiệm, chắc có lẽ là nhiều nhiệm vụ. Bởi nó cái chức năng về cái việc làm của nó rất là nhiều. Việc làm của nó rất là nhiều ở trong. Ví dụ như là bây giờ nè, 12 tâm bất thiện thì trong đó có những tâm tham, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si đấy. Thì chúng ta thấy rằng nó không phải chỉ trôi lăn ở trong, có mặt ở trong cõi dục giới không, mà nó có mặt ở trong cõi sắc và vô sắc nữa. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là ở cái khía cạnh cái ái nó sanh khởi ở đâu hay là vô minh sanh khởi ở đâu thì những vị phạm thiên ở phạm thiên mà ở các cõi sắc và vô sắc, đối với những người mà phạm tâm nhân thì chúng ta thấy rằng phiền não cũng còn được đầy, cũng có đầy đủ, cũng còn đầy đủ. Cho nên là có thể là có tham, nhưng mà tham nó không sanh khởi đâu. Có thể là có sân, mà sân nó không sanh khởi do năng lực của thiện. Cho nên là hiểu trong cách nào đó, nó ở trong 12 tâm bất thiện thì ở các cái cõi trời sắc giới, phạm thiên sắc giới và vô sắc giới cũng có. Cũng có những cái tâm đó. Rồi bây giờ mình nói đến những cái tâm vô nhân thì chúng ta thấy rằng đối với các vị phạm thiên sắc á, thì các vị đó, các vị phạm thiên vô sắc thì người ta không có sắc rồi, không bàn tới. Nhưng mà các vị phạm thiên mà sắc giới đó thì các vị đó cũng có thần kinh nhãn, tức là có mắt và có thần kinh nhĩ. Và cái nhu cầu của người ta thì không có cần cái gọi là thần kinh tỷ thiệt, và cũng không có cái thần kinh thân ở đây. Muốn nói tức là họ có thần kinh nhãn và có thần kinh nhĩ. Thì như vậy thì ở trong ngũ song thức của mình, tức là cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân ấy, thì có những cái sắc liên quan đến, tức là thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ họ cũng có, cho nên việc đó nó phải có rồi. Vì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là hồi xưa đó nói đến tâm mà vô nhân là nó có mỗi một cái, tuy nó như vậy, tức là nó có năm cặp, tức là ngũ song thức, cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân á. Thì mỗi một cái căn như vậy đó thì chúng ta có thể lúc bắt cảnh tốt, lúc bắt cảnh xấu.
Có khi thì chúng ta thấy cảnh xấu, có khi chúng ta thấy cảnh tốt, có khi chúng ta nghe cái âm thanh không tốt, có khi chúng ta nghe cái âm thanh tốt. Ví dụ như nghe cái âm thanh du dương là âm thanh tốt, nhưng mà có khi nghe cái âm thanh chát chúa là âm thanh không tốt, là như vậy. Rồi thức ăn của chúng ta, vị của chúng ta, có khi thì chúng ta ăn những cái món ăn, trúng cái món ăn mà nó cay quá hay nó đắng quá, chúng ta chịu không nổi. Có những người ăn ớt rồi quen thì họ thấy rằng ớt nó quen, thì họ có ớt họ ăn mới ngon. Nhưng mà rõ ràng là phần đông là ớt quá nhiều, hay là có những người họ không quen ăn ớt thì họ không thể nào ăn ớt được, nó là khó chịu. Cho nên cảnh vị nó cũng có thể là cảnh tốt và cảnh xấu. Rồi thân mũi chúng ta ngửi cũng vậy thôi, cũng có cái mùi thơm và mùi thối. Cho nên là trong Di Diệu Pháp nói sử dụng đến cái cảnh khí đó, cảnh khí, chứ không có, thường thường là không có sử dụng cái, thường thường trong kinh chúng ta gặp cái gọi là sắc thinh hương vị xúc, thì cái hương chỉ cho cái hương thơm, chứ ít có khi nào mà ai nói là cái hương thúi. Cho nên ở trong Di Diệu Pháp xài cảnh cảnh khí, cảnh khí tức là bao gồm cả khí thơm và khí thúi luôn. Thì ở đây nói đến cái lỗ mũi của mình và cái thân của mình thì xúc chạm có lúc êm ấm, có lúc thô kệch, có lúc nóng hoặc lúc lạnh. Cái gì mà làm cho mình khó chịu thì cái đó là cái cảnh xấu. Như vậy thì cả tâm tiếp thâu, nếu mà bắt cảnh xấu thì tâm tiếp thâu bất thiện nó cũng phải nhận cái cảnh đó, quan sát cảnh bất thiện nó cũng nhận cái cảnh đó. Biết rồi. Tùy theo cái chức năng của nó làm gì. Rồi nếu như tâm mà bắt cái cảnh tốt, ví dụ giờ mắt thấy cảnh sắc đẹp nè, rồi tai nghe âm thanh im dịu nè, mũi mũi mùi thơm nè, vân vân, thân chúng ta xúc chạm thấy im ấm dễ chịu, vân vân, thì cái đó nó đã tạo ra cái tiếp thâu của là quả thiện, rồi quan sát quả thiện. Như vậy thì cái điều đó, nếu mà những vị mà ở cõi dục giới vẫn có sử dụng, những vị sử dục giới vẫn có sử dụng, và nên ta nhớ là những cái tâm khai ý môn tùy theo cái chức năng để làm việc, mở lộ ý hay lộ ngũ, thì những vị chứng thiền ở cõi dục cũng vẫn sử dụng. Rồi bây giờ mình nói đến cái tâm mà gọi là tâm đại thiện hồi xưa đó. Chúng tôi nhớ rằng ở trong trong truyền thống thì thường là sử dụng, đối với các ngài sử dụng thì gọi là tâm đại thiện, hay mình gọi là tâm đại quả, hay là gọi là tâm đại tốt. Ở 15 tâm sắc giới thì nó cũng có tâm tốt, nhưng mà không gọi là tâm đại tốt. Hay 12 tâm vô sắc giới thì cũng có tâm tốt, nhưng cũng không gọi là đại tốt. Và 15 tâm sắc giới thì cái tâm quả đó, thì có 5 tâm quả của sắc giới, chứ cũng không có gọi là tâm đại quả. Tương tự như vậy thì ở trong tâm đại thiện, ở trong Phật giáo, ở trong tâm dục giới gọi là tâm đại thiện, mà khi nãy chúng tôi nghe Thượng Tọa Giác Đẳng gọi là tâm đa nhiệm, thì chúng tôi nghĩ đó cũng là một cái từ mà mình thấy nó gần gũi, mặc dù là chưa quen đối với những người mà xưa nay đã nghe, đã học Di Diệu Pháp, nhưng mà nghe rất là dễ hiểu, nghe rất là thấy gần gũi, là vì nó có nhiều cái nhiệm vụ. Thay vì chúng tôi nhớ hồi xưa là các ngài dạy rằng là các vị dạy rằng là gọi là tâm tâm đại thiện vì nó làm được nhiều việc, cho nên gọi là tâm đại thiện đó, thì nó làm việc rất là nhiều. Các vị có nhớ rằng trong trong gọi là Punyakiriya Vatthu, tức là Phúc Hành Tông, tức là 10 cái điều mà chúng ta thực hiện thiện, 10 điều thiện chúng ta thực hiện, từ cái việc bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước,
hồi hướng phước, rồi là thính pháp thuyết pháp và cả chánh tri kiến. Thì 10 cái việc đó nói chung là chúng ta có thể thực hiện bằng bằng những cái tâm đại thiện đó, bằng tâm đại thiện đó. Cho nên là chúng tôi thấy là, nếu tôi nhớ không lầm là đối với các cái vị phạm thiên cõi sắc hoặc là vô sắc đó, thì các ngài có thể thực hiện bằng cái ý nghiệp thiện, tức là các ngài nhập thiền, chứng thiền, rồi các ngài hiện thần thông bằng cái tâm của các ngài, các vị ấy. Nhưng mà đối với cái các cái người ở cõi tâm, ở cõi dục giới ấy, thì ở đây sở dĩ gọi là tâm đại thiện ấy, thì phải nói là thực hiện cả lời nói, cả việc làm, cả hành động, rồi cả cái tâm nữa, cái nào cũng có hết. Ở đây đó, hơn nữa đó, chúng tôi nhớ ở trong cái lộ trình tâm mà gọi là chứng thiền. Cái lộ trình tâm mà chứng thiền đó, thì ở cái giai đoạn đầu chuẩn bị cận hành thuận thứ đó, và chưa đến cái chuyển tập, tới chuyển tập đó, thì sát na từ khai môn chuẩn bị cận hành thuận thứ, thì nếu một vị mà chứng thiền sắc hoặc là vô sắc đó, đều là sử dụng bằng bốn cái tâm đại thiện hợp trí. Cho nên tâm đại thiện nó cũng sanh ở trong lộ trình tâm của những vị chứng thiền sắc hoặc là vô sắc nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng sanh ở cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc cũng đều, chúng tôi nghĩ rằng nó đều có hết, đều có những cái tâm đại thiện đó, là tương ưng trí. Tại vì cái, trong cái vai trò, cái nhiệm vụ của lộ trình tâm làm việc mà để chuẩn bị khai mở cho lộ ý, rồi từ sát na chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập, thì những cái tâm đó đó là hoàn toàn là những cái tâm đại thiện tương ưng trí. Nếu mình nói là người phàm phu hoặc là thánh hữu học sử dụng cái tâm đó để chứng thiện. Cho nên nếu mà một vị nào đó phạm thiên sắc, mà dù là bậc thánh hay là bậc thánh chưa hoàn toàn giải thoát như là bậc A-la-hán, hay là một người phàm tâm nhân mà chứng thiền, thì cũng phải sử dụng những tâm đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái tâm đại thiện này nó làm rất là nhiều việc, mà Thượng Tọa Giác Đẳng sử dụng cái từ gọi là đa nhiệm, tức là nhiều nhiệm vụ, mình hiểu là như vậy. Nó làm nhiều, rất là nhiều việc, thì nó cũng nghe rất là rõ, cũng như là rất là sát với cái ý nghĩa mà mình thường hiểu, thường thức, nó dễ hiểu. Hồi trước gọi là cái tâm gọi là tâm đại thiện thì nó cũng vậy thôi, bởi nó làm được nhiều việc mà. Vì vậy cho nên hiểu cách nào đó thì trong 54 tâm dục giới, ở đây chúng tôi nói 54 là nó gom, mà không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng đang giảng cái tâm nào. Nhưng mà sự thật ra đó thì nhìn đi nhìn lại đó, thì ở trong 12 tâm bất thiện đối với các vị phạm thiên sắc và vô sắc cũng có sử dụng. Mặc dù là tham không có sanh, thân không có sân không có sanh, do năng lực của thiền áp chế các cái tâm đó lại, nhưng mà không không có nghĩa là không có, chỉ không có nghĩa là không còn, không có nghĩa là không còn, các vị đó vẫn còn những cái tâm bất thiện đó, nhưng mà không, trong thời điểm đó thì không có, không có những cái tâm đó thôi. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng xoay quanh ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì dường như là chúng ta sử dụng nhiều ở trong các cái tâm đó. Bây giờ mình nói bình thường là tham sân si mình cũng có nè, nó thường thường sanh khởi thường xuyên ở trong nội tâm mình. Rồi các cái giác quan của chúng ta hàng ngày, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm hoặc là ý suy nghĩ nè, cũng có hết, có những tâm đó.
Rồi ngay cả cái tâm đại thiện mà chúng ta thực hiện những cái việc thiện, dù là việc thiện đó nó có hợp với trí tuệ hay là nó không hợp với trí tuệ, thì những cái tâm thiện nó cũng đều sanh khởi ở trong mọi trường hợp khi chúng ta thực hiện việc thiện, từ cái việc bố thí, trì giới, rồi cung kính, phục vụ, rồi tu tiến, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, thính pháp, thuyết pháp, cải chánh tri kiến, vân vân. Thì 10 cái việc thiện đó chúng ta đều thực hiện bằng những cái tâm thiện hết, dù hay là tâm thiện tương ưng trí. Rồi bây giờ chúng ta thấy là những cái tâm quả của chúng ta thôi, tâm quả dục giới, người nào cũng sử dụng cái tâm quả đó, dù là ở trên phương diện của người lạc vô nhân, hay là người khổ, hay là người nhị nhân, và hay là người tam nhân, chúng ta cũng sử dụng những cái tâm quả. Cái tâm đại quả này có thể là những cái vị mà gọi là bốn tâm quả ly trí, thì là những cái vị người, những cái người mà nhị nhân tục sinh một trong bốn cái tâm quả ly trí đó, nhưng mà người tam nhân tục sinh một trong bốn tâm quả tương ứng trí. Rồi người lạc vô nhân thì họ sẽ tục sinh bằng những cái tâm thẩm tấn quả thiện. Thì như vậy thì nói chia chẻ như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái sự sanh khởi của nội tâm nó rất là đa dạng, và cái căn cơ, cái trình độ và cái sự thành tựu tâm về về trình độ tu tập của một một người, một chúng sanh nào đó mình gọi chung, thì tùy theo trường hợp mà mỗi cái tâm nó sanh việc sanh lên để nó làm một cái việc tương xứng. Nói như vậy nó tâm nó nhiều nhưng mà cũng là một tâm thôi, nhưng mà cái tâm đó cũng chỉ nói rằng tùy theo cái chức năng, tùy theo cái nhiệm vụ của nó mà nó làm việc, cũng như là tùy trình độ cùng căn cơ của mỗi chúng sanh khác nhau mà nó sẽ có một cái chức năng khác nhau, cũng bằng cái tâm đó để nó làm việc tương xứng với những cái việc đó. Như vậy thì chúng tôi tiếp lời cái lời mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nói. Con không biết là Thượng Tọa đã có soạn cái câu hỏi chưa? Dạ, quý vị còn nghe được rõ không? Dạ, chắc Thượng Tọa chưa soạn được. Dạ, con thấy Thượng Tọa đã đưa lên cái câu hỏi rồi. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại để điều họp. Sa thú cái chân Thượng Tọa Pháp Tân. Bạch Thượng Tọa, từ xưa giờ không thấy Thượng Tọa có mặt ở trong sùng sùng. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nhé. Chúng tôi hy vọng rằng Thượng Tọa từ xưa có thể trở lại trong giây lát. Lúc này quý vị biết là đường truyền của Chư Tăng ở Việt Nam gặp tương đối khó khăn. Chúng tôi nghĩ rằng bởi vì ở trong cái thời đại dịch, rất nhiều người họ làm việc ở nhà, ở bên Mỹ cũng vậy, mà cả thế giới họ dùng Internet quá nhiều. Và khi mà xài Internet quá nhiều thì thưa quý vị, chúng ta thường gặp vấn đề chúng ta thường gặp vấn đề là đường truyền nó bị trở ngại. Và do vì Chư Tăng tương đối rằng gặp khó khăn. Hiện giờ thì ngoài Thượng Tọa Pháp Tân ra thì Thượng Tọa Tổ Siêu và Đại Đức Pháp Tính cũng không có mặt ở trước máy. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có thể phiền Thượng Tọa trở lại một lần nữa không?
Dạ, thì tên, ở đây chúng ta thấy có chữ dục ở trong dục giới. Chữ dục đó chúng ta nên hiểu như thế nào? Và tại sao mà mình nói rằng chưa bị A-la-hán đã đoạn trần phiền não mà còn xài cái tâm dục giới, cái đỉnh thiền học pháp tân? Ô dạ, mà thiền học, xin lỗi, thiền học pháp tân, thiền học từ siêu, thiền học có nghe được không? Nếu thiền học từ siêu nghe được, xin thiền học hoan hỷ cho biết. Quý vị hoan hỷ chờ chút xíu. Dạ. Một lần nữa xin được hỏi thiền học từ siêu là thiền học có nghe được không? Quý Phật tử hoan hỷ chờ chúng ta một chút nha. Dạ, thấy sự tội tôi siêu đã vào rung nhưng mà và dạ, thỉnh thượng tọa tôi siêu hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Kính thỉnh thượng tọa. Dạ, thưa quý vị, dường như thượng tọa tôi siêu vào rồi nhưng mà thượng tọa không nghe được. Quý vị quan hỷ kiên nhẫn một chút nha. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tôi siêu, thượng tọa có nghe được không? Ồ, dạ, dạ thấy tôi siêu đưa ra kính thỉnh thượng tọa. Xin lỗi thượng tọa nhật đẳng, xin lỗi quý vị, không hiểu tại sao trong những ngày qua đó, tối mà cỡ từ 8 giờ cho đến 9 giờ giờ đầu là chúng tôi không có nghe được. Chỉ có cỡ khoảng chừng 9 giờ rưỡi là chúng tôi mới nghe được rõ ràng liên tục. Thành thử lúc đầu chúng tôi nằm chúng tôi nghe mà có cảm giác như là cái mạng nó bị rớt hay là sao. Bây giờ xin thượng tọa có hỷ cho biết là chúng tôi sẽ trả lời cái gì, sẽ nói cái gì. Ồ, thảo luận câu số 2. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa nhiều lắm. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bây giờ cái từ kama quá chá chết tắt thì ở đây chúng ta tách ra cái chữ kama là dục, avacara, avacara tức là cái sự quanh quẩn
hay là đi dạo, nghĩa nghĩa trắng của nó là đi dạo. Còn cái chữ này quanh quẩn, chữ chích quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Lạ lùng, nó cứ rớt hoài. Ý là bây giờ là 9 giờ 10 rồi mà vẫn còn trục trặc như vậy. Chúng tôi cũng khổ tâm vô cùng. Thì ở đây thưa quý vị, gọi là tâm dục giới á, tức là những thứ tâm mà thường lưu tới cảnh dục, cảnh dục ở đây tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, những tâm thường lưu tới cảnh dục. Cho nên chữ dục giới ở đây nó khác cái nghĩa với cái chữ kamathatu. Kamathatu, dục giới, là để chỉ cho 54 tâm dục giới, 52 tâm sở phối hợp, 28 sắc pháp. Cái gì mà nó thuộc về cõi dục thì cái đó gọi là kamathatu, cũng như rupathatu. Cái gì mà thuộc về trong cái lĩnh vực cõi sắc thì gọi là kamathatu hay arupathatu, vân vân. Nhưng mà riêng về cái chữ kamavacara thì phải đi kèm với cái chữ citta, vì cái tâm citta là nó đi dạo. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài gọi là đi dạo, đi dạo trong cảnh dục thường xuyên. Bây giờ cái chữ dục trong tập dục giới là ám chỉ cho cái gì? Khi nói vậy đó, thì chúng ta phải hiểu cái chữ dục nó có ba, nó có ba nghĩa. Chữ kamá nó có ba nghĩa. Một là makilisa, tức là phiền não dục, là chỉ cho tham muốn ở trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì phiền não dục là để chỉ cho tâm tham, để chỉ cho sở hữu tham. Thứ hai đó gọi là kamaloka, tức cõi dục, là chỉ cho 11 cõi mà chúng sanh hưởng năm cảnh dục: sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tức là chỉ cho 6 cõi trời dục giới, cõi nhân loại, và 4 khổ cảnh, là 11 cõi dục giới, gọi là kamaloka. Và kamavathu tức là chỉ cho vật dục. Kamavathu ở đây tức là để chỉ cho cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là đối tượng của ngũ quan, đối tượng của năm tầng ngũ quan. Thì do đó cái chữ tâm dục giới, chữ dục ở trong trường hợp này là ám chỉ cho năm cảnh.
sắc thinh khí vị xúc, thì người ta sẽ hỏi rằng lễ phải chăng cái tâm dục giới kamavacara citta là nó chỉ biết có năm cảnh không? Xin thưa quý vị là gọi là chuyên môn biết năm cảnh, tâm này chuyên môn biết năm cảnh. Kỳ thật thì những cái tâm dục giới này mà nói theo cách nói của Thượng Tọa Giác Đẳng gọi là tâm đa nhiệm, tức là nó kiêm nhiệm nhiều cái chức năng khác, biết nhiều cảnh khác, sanh khởi nhiều cõi, hay là nó tạo ra nhiều nó diễn tiến qua nhiều môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, nó kiêm nhiệm nhiều việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tiếp thu, thẩm tấn, khai môn, phân đoán, rồi động lực, rồi na cảnh, nó biết, nó kiêm nhiệm luôn cả 14 sự, 14 cái chức năng đó. Chúng ta tới xíu, chúng ta quan hệ cầm lít lại, ở trong trung không nghe được nhiều. Cái thính chúng ta quan hệ trở lại. Xin hỏi vì gì? Dạ, nghe lại. Những cái trường hợp như thế này nó cắt đứt cái tư tưởng, thưa quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta muốn trình bày về pháp thì cái tư tưởng nó phải có cái sự suy tư, mà đang khi đó gián đoạn nửa chừng như vậy rồi phải thao tác lại thì nó cũng hơi khó. Thôi thì bây giờ chúng tôi chỉ nói tóm tắt như thế này. Là sử dụng ở trong cái danh từ gọi là tâm dục giới, sử dụng đó là chỉ cho cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, bởi vì nó gắn liền với chữ kamavacara. Nếu mà chúng ta nói rằng tâm chỉ sanh ở trong cõi dục là sai, là bởi vì những cái tâm như là tâm tham, tâm si, tâm sân thì chỉ có trong 11 cõi dục, nhưng mà tâm tham, tâm si thì có trong cả 30 cõi hữu tâm, kể cả cõi phạm 15 cõi phạm thi sắc giới hữu tưởng, 4 cõi phạm sắc nữa. Tâm khai y môn cũng ở trong 30 cõi hữu tâm. Còn khai ngũ môn
thì có ở trong cõi phạm thiên sắc giới. Bởi vì cõi phạm thiên giới sắc giới dù sao đi nữa vẫn còn đủ tâm nhãn môn nhĩ môn. Còn tâm đại thiện, tâm đại tố thì đều xuất hiện ở sanh khởi ở trong 30 cõi hữu tâm cả. Cho nên không phải vì lý do mà tâm này sanh ở trong cõi dục giới mà gọi là chuyên môn biết cảnh dục, chuyên môn biết cảnh, chúng ta gọi là chuyên môn bởi vì những cái tâm như sắc giới, vô sắc giới, tâm siêu thế thì không thể nào đối tượng là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hết. Nhưng mà riêng về những cái tâm 54 tâm dục giới này đó thì hễ mắt thấy cảnh sắc thì tâm dục giới sinh khởi để nó làm cái việc khai môn, thức tiếp thu, tổng tấn, đốn định, động lực, na cảnh. Cái đó là tâm dục giới không? Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 2 như vậy. Nam mô Phật Thầy. Cha chú kính trình sư tòa tuệ siêu. Nghe sư tòa tuệ siêu than thở như sư trưởng ngày xưa, khi sư trưởng mới vào trong hồ thóc, sư trưởng đang nói chuyện mà đường truyền bị gián đoạn, chúng tôi phải nhờ người gọi điện thoại cho sư trưởng. Mà khi sư trưởng hỏi lại đó thì mới biết là sư trưởng đã ngưng 5 phút rồi. Sư trưởng mới nói rằng thế là nãy giờ tôi nói chuyện tôi nghe phải không? Nói tôi nói chuyện tôi nghe phải không? Dạ, thì mình trả lời dạ đúng như vậy. Thì sư trưởng bực lắm, sư trưởng nói không? Cái này cái bộ giảng thiệt là khổ quá. Dạ, mình đang nói chuyện mà bây giờ nó muốn bắt đầu trở lại, không biết mình đã nói tới đâu mà người ta nghe tới đâu. Thấy được cái tội nghiệp. Nhưng mà sau này dần dà sư trưởng cũng bắt đầu quen đi. Cũng là một kỷ niệm cho quý vị. Mà thì tôi siêu thì tỏ khoan hỷ, thì tôi hỷ cho nói một chút về cái chỉ duyên á, chỉ duyên duyên hệ, không biết thì tỏ còn nghe được không? Chúng ta thấy rằng có những cái tâm như là tâm dục giới, ấy xin lỗi, tâm sắc giới, vô sắc giới, tâm đạo tâm quả, đó là những tâm thiền hay tâm đắc đạo chứng quả, thì do sự tu tập. Nhưng mà rồi ở trong tâm dục giới đó, thì lại có nhiều thứ tâm mà mình không tu tập, mình không làm gì hết mà tự nhiên nó sanh khởi. Thì nó không nhân của không quả, ví dụ tâm khai ngũ môn, khai ý môn chẳng hạn. Thì như vậy đó, những tâm đó nó sanh là do cái duyên gì? Và khi những cái tâm mà nó chỉ sanh khởi thôi, mà nó ví dụ như có trường hợp mà mình đâu có muốn tâm bất thiện sanh khởi đâu, mà tâm bất thiện vẫn sanh khởi, thì như vậy tâm bất thiện sanh khởi là do duyên gì? Xin kính thỉnh sư tổ quan hệ giải rõ thêm một ít về điểm này liên quan tới tâm dục giới. Anh đã một bức thời chưa? Kính thưa quý vị, tâm sinh khởi phần lớn là do cảnh duyên, aramana paccaya, do cảnh duyên. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp làm đối tượng cho tâm sinh khởi biết được.
cũng có trường hợp tâm sanh khởi do vị thời nghiệp duyên như là các tâm quả. Tâm quả thì nó sanh khởi không do cảnh, chỉ trừ ra tâm quả siêu thế là niết bàn là cảnh duyên. Còn cái tâm quả hiện thế thì nó sinh khởi tùy tâm quả thuộc về nhãn thức, do cảnh sắc là cảnh duyên, do cảnh thinh là cảnh duyên sanh nhị thức, rồi tâm tỷ thức do cảnh khí là cảnh duyên. Cho nên ngoại trừ vị thần nhị duyên ra thì hiện tại nó còn do cảnh duyên nữa, nó còn do cảnh duyên. Thí dụ như tâm quả, tâm đại quả thì do vị thời nghiệp duyên thiện ở quá khứ đã tạo ra tâm đại quả hiện tại. Nhưng mà tâm quả hiện tại này thì khi mà tâm quả thiện, tâm quan sát quả thiện vô nhân thì nó cho năm cảnh làm duyên. Mà nếu như ở tâm đại quả mà nó làm những nơi cảnh đó thì nó do sáu cảnh làm duyên. Như vậy thì mỗi một tâm sanh khởi nó phải do duyên duyên sanh. Còn khi mà chúng ta nói, chúng ta đưa ra cái lập luận rằng những tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế sanh khởi do sự tu tập, thì ở đây thưa quý vị cần phải phân tích. Câu nói này nó quá tổng quát. Vì tâm sắc giới có 15 tâm, mà những tâm động lực sắc giới, tức là năm tâm thiện sắc giới và năm tâm tố sắc giới đó, thì mới do cái sự tu tập thiền chỉ Samatha Phavana mà đắc chứng, mà khởi lên. Nhưng mà tâm quả sắc giới thì nó sanh khởi do nghiệp vị thời duyên, do nghiệp vị thời duyên của tâm thiện sắc giới mà ra. Cũng vậy, tâm vô sắc giới, thiện vô sắc giới, tố vô sắc giới là do tu tập đề mục thiền vô sắc giới mà chứng. Nhưng mà riêng về tâm quả vô sắc giới thì do vị thời nghiệp duyên, vị thời nghiệp duyên của thiện sắc, thiện vô sắc giới mà sinh ra. Còn cái tâm siêu thế á, thực ra khi mà mình tu tập đó, mình tu tập thiền quán minh sát, mình chỉ chứng được tâm siêu thế, tức là tâm đạo, tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tức là tu được quần tứ đà hàm, a na hàm, a la hán đạo thôi. Cái tâm đạo đó nó mới trợ duyên cho sanh ra tâm quả siêu thế, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tu được quần quả, tu đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả. Không thể nào mà tu thiền quán mà chứng quả siêu thế được liền, phải là gián tiếp, trực tiếp chứng đắc là phải chứng tâm đạo. Rồi tâm đạo bằng cách là vị thời nghiệp duyên đó, hay là gọi là vô gián nghiệp duyên, anantara kamapacchaya, vô gián nghiệp duyên của tâm đạo, từ trong tâm đạo mới trợ ra tâm quả siêu thế.
thì chúng ta nói theo cái cách đó. Thì tâm dục giới quý vị, tâm dục giới, những thứ tâm động lực, như là bây giờ chúng ta nói đến phàm phu, cái tâm thiện nó sinh khởi đó, nó do nơi cái sự quân tập nhiều yếu tố. Đời trước thường cận ý duyên đã quen làm thiện, cho nên ngày nay tâm thiện dễ phát sinh cho người đó. Nhưng mà là tâm thiện dục giới mà nó phát sinh được là do nơi cái sự khéo tác ý và an trú trùm chánh niệm mới phát sinh được tâm thiện dục giới. Sơ hở một chút là thiện dục giới nó khó sạch, nó biến mất. Nhưng mà riêng về cái tâm bất thiện đó thì hoàn toàn là do cái thường cận ý duyên và cảnh duyên, hay nói cách khác tức là do cái phiền não ngủ ngầm ở trong quá khứ đã quân tập, nó trở thành cái tập khí. Dục ái tùy miên, hữu ái tùy miên, phẫn quốc tùy miên, hay mạng tùy miên, kiến tùy miên, vô minh tùy miên. Do cái sự sinh khởi quân tập nó quá thuần thục, cho nên ngay trong hiện tại một người đã từng có tham ái đối với cảnh sắc tinh khí vị xúc, hiện tại khi mà họ gặp cảnh sắc tinh khí vị xúc sắc đẹp hay mùi thơm bị ngon xúc lạc thì liền khi đó tâm tham sinh khởi. Người ở trong quá khứ đã từng khởi lên tâm sân, nó trở thành nết, nó trở thành cái thường tận cái duyên, thành cái quen, cái phẫn quốc tùy miên nó sinh khởi. Ngay trong hiện tại hễ cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh bị cảnh xúc hiện đến mà trái ý nghịch lòng không vừa lòng thì cái tâm sân nó sinh khởi. Và các cái tùy miên khác cũng bị do cái thường tự y duyên mà bây giờ những cái tâm này nó sinh khởi, như là ngã mạn hay tà kiến hoặc là vô minh. Cho nên tâm bất thiện nó sinh khởi đó, một là do cảnh duyên, hai là do cái thường tự y duyên. Và trong cái thường cận ý duyên này đó, nếu mà nói ra thì nói đến sáng thưa quý vị. Cái thường cận ý duyên mà nó tạo ra cái tâm bất thiện đó, cái thường cận ý duyên đời quá khứ do phiền não, nặng vì phiền não, nó quen đi. Cho nên ngay trong hiện tại, ngay trong cái sống hiện tại này khởi lên tâm bất thiện dễ lắm. Hoặc là cái thường cận ý duyên là do ngay trong hiện tại gặp hoài sắc cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh bị cảnh xúc, như Đức Phật ngài dạy rằng do thân cận giao thiệp tham ái từ đấy sanh, cái đó cũng do thường cận duyên mà tâm tham ái nó sinh khởi. Hoặc là do thân cận với người bạn xấu, thân cận với kẻ tiểu nhân, Asevana Chapala Năng là thân cận với người ngu, người tiểu trí. Rồi dần dần cái tâm bất thiện mình nó sẽ sanh khởi, tham sân si sẽ sanh khởi.
Còn những cái thường cận y duyên, khi mà mình ở một cái chỗ, chỗ ở chật chội, dơ bẩn, rít làm cho mình lo sợ, hay là mũi mồm chích đốt nhiều, cái tối ngày mình cứ bực bội bực bội. Một thời gian sau, lúc xưa đó, khi mà chưa đến ở tại chỗ đó thì tâm của mình mát mẻ, nhưng mà ở đó một thời gian rồi cái tâm của mình còn trở nên quạo, trở nên dễ cao có, dễ gắt gỏng. Cái đó là do chỗ ở làm thường cận y duyên, do Phật thực làm thường cận y duyên, tâm bất thiện sinh khởi. Khi mình ăn uống cái gì mà nó nóng, nó cay nhiều thì nó làm cho nộ khí dễ sinh lên, vân vân. Đó, có nhiều trường hợp lắm. Chỗ ở người thân cận, chỗ ở thời tiết, vật thực và phiền não, mấy cái đó đều làm thường cận y duyên, trợ cho tâm bất thiện sinh khởi. Cho nên cái tâm dục giới đó, nếu mà tâm mà do nơi cái sự huấn luyện, rèn luyện thì chỉ là tâm thiện mà thôi. Tâm tốt của vị A-la-hán thì không phải là do huấn luyện mà ra, mà chính do cái mãnh lực của tứ đạo tứ quả mà Ngài đã chứng đắc, thì tự nhiên là cái tâm động lực hàng ngày của Ngài, Ngài sẽ là tâm tốt kinh gia chính tác. Còn hạng phàm phu chúng ta đó, chúng ta chưa có gì để làm nền tảng cho tâm thiện sinh khởi, cho nên tâm thiện mà có được là do chúng ta có cái sự khéo sắp xếp, khéo quân tu, khéo tác ý, rồi nó cộng thêm cái thường cận y duyên, do đời trước mà đã từng làm phước, đã từng bố thí, từng giữ giới, cho nên ngay trong hiện tại này tâm thiện nó dễ phát sanh, tâm thiện dục giới dễ phát sanh. Rồi do cái thường cận y duyên thân cận, Bandita Nan Chese Vana, tức là do thân cận với bậc thiện trí, bậc người đạo đức, lâu ngày thì cái tâm thiện mình cũng dễ phát sanh. Do thời tiết, cái thời tiết mát mẻ ôn hòa, nó làm cho, nó cũng tác động tâm lý, làm cho tâm của con người nó dễ sanh ra cái tâm thiện, tâm dễ dãi, mát mẻ, có tâm từ, có tâm bi, vân vân, có tâm hiếu khách. Người dân quê hồi xưa kia đó, tại sao họ thật thà chất phác, là tại vì họ ở cái cảnh sông nước, có vườn cây ăn trái mát mẻ quanh năm, và do đó cái thường cận y duy này khiến cho tâm của họ nó chân chất, nó thật thà. Bây giờ họ sống, họ bắt đầu chạy theo thời đại, ở trong vườn mà không có xài đèn dầu, có cây cối trong vườn thì họ đốn phá rồi trống trải để họ cất biệt thự, họ xây dựng những cái ngôi nhà cao tầng lên, chung quanh bốn bức tường, rồi nếu có vườn cây thì họ chỉ trồng những cái cây có quy lợi, có kinh tế họ mới trồng. Cho nên quanh năm suốt tháng bắt đầu họ biến đổi cái tâm. Chứ còn do cái chỗ ở, thời tiết, do vật thực, nó cũng làm cho cái tâm thiện dễ phát sanh. Bởi vậy Đức Phật Ngài dạy vị tỳ kheo đó, phải sống biết tiết độ trong ẩm thực, gọi là Phatasmin Matayuta, phải biết tiết độ trong ẩm thực, ăn vừa phải, ăn những cái vật thực dễ tiêu hóa, Parida Tát Phu Trần Năng, thì như vậy là cho cái cơ thể tứ đại được bảo hòa, và do đó tâm thiện tu tập nó cũng dễ phát sanh. Cho nên ở đây đó,
cái thường cận y duyên mà trợ cho tâm thiện thì nó cũng do một là vun tu cái pháp thiện ở trong quá khứ, hai là hiện tại do thân cận người, do tiếp xúc thời tiết, chỗ ở, vật thực, những cái đó đó, những cái điều kiện phát sinh ra tâm thiện. Thì ở đây duyên mà tạo trợ cho tâm dục giới nó sinh khởi thì nó có đa dạng, nó có nhiều thứ, nhiều loại. Còn duyên trợ cho cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế thì hạn chế, thưa quý vị, nghĩa là chỉ có một vài duyên, nhưng mà nó có cái sự tu tập thuần thục, nó làm cho nó trợ duyên cho cái tâm đấu đại hay là cái tâm siêu thế cho sinh khởi, nó cũng tốt. Thì đó là một vài chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính thưa Thượng Tọa Tuệ Siêu. Và Thượng Tọa Tuệ Siêu, nhưng Thượng Tọa đang nói chuyện rất là tốt qua Internet á. Thượng Tọa hoan hỷ giải thích thêm là tại sao năm cảnh sắc thinh khí vị xúc gọi là ngũ dục hay là năm cảnh dục, tại sao vậy? Và như vậy cảnh pháp á, không có liên hệ đến ngũ dục thì có tạo sự ham muốn không? Dạ, ví dụ như cái sự bám víu vào các thiền vô sắc chẳng hạn thì cũng là sự ham muốn vậy, nhưng mà rồi tại sao cảnh pháp không được liệt là cảnh dục? Và tại sao chúng ta có chữ kama guna là dục trướng dưỡng? Và Thượng Tọa có thể giải thích là tại sao mình nói nghe nó rất là kỳ, nhưng mà một cái chuyên môn thì tất cả các sắc tinh khí vị xúc pháp, ví dụ như là xin lỗi, tất cả cảnh sắc tinh khí vị xúc như là một hình tượng Phật hay là hình cái bồ đề mình gọi là cảnh dục thì nghe nó kỳ quá, thì Thượng Tọa có thể giải thích thêm về điểm này không? Kính thưa Thượng Tọa. Quý vị, ông già thấy rồi, tôi xin đưa tay và kính thưa. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu ở trong room chưa nghe được Thượng Tọa có thể comment.
quý vị giờ dường như là chúng ta đang gặp trở ngại với đường truyền của Thượng tọa Tế Siêu. Thượng tọa không nghe được thì là Thượng tọa không cần biết được. Và bây giờ Thượng tọa Tế Siêu bây giờ Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tế Siêu nghe được kính thỉnh Thượng tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4, kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Chúng tôi không hiểu tại sao mà chúng tôi không cảm biết được. Rất lạ. Mặc dù đưa tay được nhưng mà cảm biết không được, chúng tôi đang lúng túng. Bây giờ thì phải sử dụng đến cái nick chùa Viên Giác. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Để xem coi cái câu này, một, hai câu hỏi, ba câu hỏi. Trong cái câu thảo luận 4 này có tất cả là 4 câu hỏi. 4 câu hỏi. Và 4 câu hỏi đó thì chúng tôi trả lời bốn phút một câu thôi. Vậy chúng ta sắp hết giờ rồi. Giờ phải tính toán cho đủ. Cho đủ. Thì trước nhất á, là tại sao năm cảnh sắc tinh khí vị xúc được gọi là ngũ dục hay là năm cảnh dục? Ở đây thưa quý vị, vì ở cảnh sắc tinh vị khi bị xúc đầy thường khi có xảy ra hay ở trong cõi dục 11 cõi dục giới Kamaloka, chỉ có ở trong cõi dục giới mới có đủ năm cảnh này. Chính vì lẽ đó gọi là cảnh dục, gọi là cảnh dục. Chúng ta gọi là ngũ dục là gom chung năm thứ, chúng ta gọi là ngũ là năm. Còn cái câu, cái mệnh đề kế tiếp đó, tại sao nó một cách chuyên môn thì hình tượng Phật hay là cây Bồ Đề vẫn là cảnh dục? Thưa quý vị, bởi vì hình tượng Phật hay là hình dáng cây Bồ Đề vẫn là cảnh sắc. Và cái gì là cảnh sắc thì cái đó là cảnh dục. Do đó hình Phật, tượng Phật, hình cây Bồ Đề không ngoại lệ, bởi vì đó thuộc về cảnh sắc, tức là đối tượng của con mắt. Hễ cái gì đối tượng của mắt thì đó là cảnh sắc, mà cảnh sắc thuộc về cảnh dục, do đó cho nên hình tượng của Đức Phật thuộc về cảnh dục.
và chúng ta chớ có hiểu theo cái cách thường cảnh dục, tức là cái gì làm cho lòng tham dục sinh khởi, không phải như vậy. Mà chữ cảnh dục ở đây, như chúng tôi đã trình bày khi nãy, vì cảnh đó thường xuyên xảy ra ở trong cõi dục. Năm cảnh đó thường xuyên xảy ra trong cõi dục. Câu thứ ba, chữ Kamakuna thường được dịch là năm dục trưởng dưỡng, mà ý nghĩa gì? Ở đây thưa quý vị, chữ Kamakuna là một danh từ rất khó dịch. Mà xưa kia, và Thượng Minh Châu cũng có danh từ gọi là dục công đức, năm dục công đức, bởi lấy chữ guna tức là ân đức. Sau này vậy là năm dục trưởng dưỡng, cả hai từ dịch dục công đức hay dục trưởng dưỡng, nếu như được hỏi thì mỗi một vị sẽ có cách là giải thích khác nhau. Thí dụ như nói năm dục công đức thì các vị, một vài vị giáo thọ họ giải rằng là sở dĩ gọi như thế bởi vì thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, dục ở của chư thiên hay là dục ở cõi người, năm cảnh dục đó phải do cái công đức, cái phước báo nó tạo ra. Nhưng mà thưa quý vị, giải như thế đó gọi là gượng, nó không có sức thuyết phục, không có sức thuyết phục. Chúng tôi sẽ nói tại sao không có sức thuyết phục. Là bởi vì trên phương diện ngữ pháp Pali thì chữ Kamakuna mà nói rằng sắc đẹp thứ hai, mùi thơm bị có xúc lạc là do công đức đã tạo mà thành, thì không thể để chữ Kama nó nằm ở phía trước chữ Guna được, mà phải guna kama, phải đi ngược lại như thế. Nếu muốn nói theo cái kiểu mà cảnh dục đó là do công đức đã tạo. Cái lỗi thứ hai là chữ guna không thể dịch là công đức. Thí dụ như chúng ta nói Buddha guna là ân đức Phật, chứ chúng ta không thể nói công đức Phật, hay là Dhamma guna ân đức Pháp chứ không phải là công đức Pháp. Sankhaguna là ân đức Tăng chứ không phải là công đức chư Tăng. Cha mẹ gọi là Gunawante, Gunawanta, Gunawanto là bậc hữu ân. Gunawanta của con là bậc hữu ân của con, chứ không phải là cái bậc có công đức, không phải là những bậc có công đức. Ibe hi di ba thu ba di sắc ca di hi vô thằng tham mang sang khang phi bồ chỉ giám mà ta bị tổ phát tha năng guna quan tăng guna quan ta năng, thì guna quan ta năng đó tức là bậc hữu ân á, cha mẹ
thì chúng ta gọi là ân chữ guna, chứ không thể dịch là công đức được. Và ở đây khi mà chúng ta muốn nói đến chữ guna trong trường hợp này, chúng ta có thể lấy được một cái từ mà xài trong cái nghĩa của luật tạng. Chữ guna có nghĩa là lớp, như là Y Tăng và Lê xếp một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, năm lớp, thì hai lớp gọi là Đi Guna, ba lớp gọi là Ti Guna, bốn lớp gọi là Ti, gọi là Chatu Guna. Như vậy cái đó chúng ta gọi là lớp. Do vậy cái chữ Kama Guna thì ở đây phải dịch là dục tăng trưởng, tức là sắc đẹp thứ hai, mùi thơm bị ngôi xúc lạc đó, nó làm cho cái phiền não ái tham nó chồng chất lên. Đối với chúng sanh khi mà chưa có tu tập khéo thì nó càng chồng chất phiền não lên, nó xếp lớp lên. Ở đây chúng tôi thường xài cái tiếng gọi là dục hệ phược. Xài chữ hệ phược đó, hệ cũng được, năm cảnh dục hệ. Tức là năm cảnh mà nó làm cho tăng trưởng những cái phiền não tham, làm tăng trưởng phiền não tham. Chứ còn nếu mà dịch là dục trưởng dưỡng cũng được. Tức là năm cảnh này nó nuôi lớn cái lòng tham ái. Nếu không khéo tu tập thì nó nuôi lớn cái lòng tham ái và trưởng dưỡng. Thì sau khi giải thích như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái chữ Kama Guna thì cái vế, cái mệnh đề, cái hậu tố là chữ Guna đó. Cái chữ đó thì nó trong cái nghĩa là định tính cho chữ Kama. Chữ Kama nó chỉ là một cái tapusa. Tapusa tức là cái thành phần đầu, là cái thành phần túc từ của chữ Guna mà thôi. Chúng ta nói túc từ ở đây đó hay là bổ túc từ, bổ túc từ chứ không phải túc từ của động từ nha, bổ túc từ cho cái chữ guna. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu mới của cậu bà. Còn cái câu thứ tư thì chúng tôi tóm tắt như thế này. Cảnh pháp không liên hệ tới ngũ dục có tạo nên sự ham muốn không? Kính thưa quý vị, ngoài sắc thinh hương vị xúc, tức là cảnh ngũ hiện tại đó, cảnh dục hiện tại, thì cái cảnh pháp nó có thể là cái cảnh dục đã qua trở thành quá khứ, hay là cảnh dục chưa xảy ra gọi là cảnh vị lai. Thì cảnh quá khứ, cảnh vị lai đó thì cũng đều là cảnh pháp, gọi là cảnh pháp. Nó vẫn tạo nên cái sự ham muốn, nó vẫn tác động cho cái lòng tham ái sinh khởi như thường. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời
cái câu thoại lệnh số 4 lệnh của thầy. Thưa vị, chúng tôi xin được lưu ý rằng mặc dù thắng pháp Abhidhamma rất là chú trọng về từ ngữ, nhưng mà vẫn không vượt khỏi một số cái mặt ở có cách tương đối của ngôn ngữ. Chúng tôi lấy ví dụ là trong ngôn ngữ có những cái chữ mà ngày xưa người ta xài ở một ý nghĩa đặc biệt nào đó, nhưng mà về sau này không còn xài nữa. Hồi xưa ở Mỹ, thưa quý vị, có những căn nhà họ cất, thì trong một căn nhà lớn có những phòng cho người chủ và những phòng khác cho người ở hay là nô lệ. Thật ra cái phòng của người chủ họ gọi là master bedroom, tức là cái phòng ngủ của master hay của người chủ nhân. Và những phòng ngủ khác họ cũng không gọi là slave room, mà họ chỉ để không vậy thôi. Thì bây giờ mặc dù chế độ nô lệ không còn ở tại Mỹ nữa, nhưng mà nếu chúng ta đi mua nhà đó, thì cái phòng ngủ chính, phòng ngủ lớn, mà thường là phòng ngủ có cái nhà tắm ở trong đó luôn, mà thường phòng ngủ rộng đó, họ vẫn gọi là master bedroom. Yeah. Thì chúng ta tạm gọi là bây giờ mình ở cái nhà đâu có người nô lệ đâu, nhưng mà họ vẫn tiếp tục dùng cái chữ master. Và hay là cha mẹ ngủ phòng đó mà con cái ngủ phòng nhỏ thì cũng phải là liên hệ như master hay là slave, nhưng mà họ vẫn dùng chữ master bedroom. Dạ, nên chúng ta phải rất là cẩn thận trong ngôn ngữ. Thì căn bản mà nói đó, cái chỉ dục mà nói với năm cảnh dục và ở trong tâm dục giới, thì chỉ dục đó nó hữu hạn lắm, rất là hữu hạn. Nó xài sơ khởi, tại vì đó là đặc biệt năm cảnh đó, nó tiếp xúc với năm cảnh trần. Nhưng mà khi đi sâu hơn, đi xa hơn, thì không nhất thiết là những tâm đó có liên hệ đến cảnh dục. Chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn thận. Vì ngôn ngữ nó có hạn chế lắm. Người ta xài chữ đó, người ta phải xài thôi, chứ không có cách nào khác. Nó lỡ rồi, nó phải như vậy. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trường chư vị giảng sư đã vào rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở hộp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kusala kamang kapa pangirya mamakaye navajamanasa dinase sukatang katang yeta pasanyino atiyeya santa asanyino katang bhunya palang mayansa.
ti pa ki pa văn tu te ye thang ca thang su vi thang niệm thang bu nhập pa lang ma ya ye cha ta thân cha nan ti đề va gan toa hi ve cha yum sa ve lo cam vi ye ta ta chi văn ta ha ra ni tu ca ma nu nhân phu cha nan sa ve la phan tu ma ma chi pa ni. Con xin hồi hướng phước lành à, khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban còn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiện nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phun hòa đi thờ. Sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hontu nirontarang hotu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang hotu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha lupa vena soti hontu nirontarang. Tarang biên công đức đã làm kiếp kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chân nhất. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay
Đến đây đã kết thúc ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Thá Tham Má. Xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Gia. Yeah.